Và xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước. Thì một số anh chị muốn tham khảo trong cái giống thanh trà mà vẫn còn phân vân giữa thanh trà ngọt hay là chua, cách phân biệt hai cái giống này như thế nào, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn tất cả anh chị trên cả nước cách phân biệt cái giống thanh trà ngọt và thanh trà chua. Thì hiện tại bên tay phải màn hình tất cả anh chị đang xem là hai cái cây thanh trà, một là thanh trà ngọt, hai là thanh trà chua. Thứ nhất á, nó khác biệt là cái về cái hình thức nhân giống. Thì thanh trà ngọt sẽ là hình thức nhân giống là chui cành, còn thanh trà chua là sẽ là hình thức là chiết cành. Tại vì thanh trà ngọt không thể nào mà chiết cành để nó ra rễ mạnh như cái thanh trà chua được, nên anh chị lưu ý cái phần đó ha. Thứ hai là mình sẽ có những cái đặc điểm nhận dạng qua lá, nhưng mà nó rất là nhỏ thôi chứ không phải là lớn. Khi mà anh chị có hai cây thanh trà chuẩn giống đặt cạnh nhau thì anh chị mới thấy được cái điểm khác biệt giữa hai cái giống thanh trà đó. Thì thứ nhất, anh chị phải lựa chọn cái địa chỉ mua uy tín là cái ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là anh chị sẽ kêu người ta chụp cho anh chị xem cái cây giống thực tế mà anh chị sẽ nhận được như thế nào nếu anh chị mua số lượng ít. Còn nếu anh chị mua số lượng nhiều thì cái đó thì mình không nói là chụp hết được nếu mà anh chị mua online. Còn nếu mà mua trực tiếp thì có thể đến trực tiếp cơ sở để lựa chọn, cũng như là chọn cho mình những cái cây thích hợp nhất để mình đem về trồng. Ok, thì cái tổng quan bên ngoài thì hai cái cây thanh trà này nó không khác gì nhau, chỉ khác cái cách nhân giống thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái đặc điểm khác mà anh chị phải thật là soi vào thật là kỹ thì anh chị mới tìm ra được. Ok, bây giờ em sẽ quay sát từ đây chia sẻ cho anh chị những cái khác biệt ở lá của cái thanh trà này như thế nào. Rồi thì em đang quay cho anh chị xem hai cái cây thanh trà là hai giống khác nhau, một là thanh trà ngọt, hai là thanh trà chua, để cho anh chị có thể quan sát trước để xem anh chị có thể phân biệt được cây nào là thanh trà ngọt, cây nào là thanh trà chua hay không. Thì nếu mà nhìn sơ qua lá thì anh chị sẽ không khó mà phân biệt được, tại vì lá nó giống nhau đến khoảng 90%, chỉ có một số khác biệt cơ bản mà rất là nhỏ thôi. Khi mà anh chị đặt hai cây ở gần nhau thì anh chị mới có thể thấy được cái sự khác biệt đó. Chứ còn nếu mà anh chị mua không có chuẩn á, thì cái thanh trà ngọt với thanh trà chua anh chị sẽ không phân biệt được. Ok, thứ nhất á, thì nó sự khác biệt là như đầu video em có nói là khác biệt về cái cách nhân giống. Thì cái cách nhân giống của cây thanh trà ngọt á, là chui cành từ cái gốc hạt chui lên cái cành mẹ và xuống cho anh chị trồng. Còn cái thằng mà thanh trà chua á, thì nó sẽ là hình thức là chiết cành và sẽ không có ghép cành nha anh chị. Thì về cái giá hiện tại á, thì chênh lệch giữa cái thanh trà ngọt và thanh trà chua thì nó chênh lệch nhau khá là nhiều. Nên trường hợp mà người ta trộn thanh trà chua để bán cho anh chị nó là thanh trà ngọt thì điều đó có thể xảy ra nha anh chị. Thì thứ nhất anh chị phải lựa chọn là cái cơ sở uy tín có địa chỉ rõ ràng. Thứ hai là phải có chính sách bảo hành cho anh chị, khi mà mua hàng online thì phải có chính sách bảo hành. Thứ ba là phải cam kết là đảm bảo là bao giống cho anh chị trọn đời, tại vì cây giống anh chị trồng đến khi có trái thì phải bao giống trọn đời đối với bất kỳ cây nào mà bên trại giống nó bán ra. Rồi ok, thì anh chị quan sát nãy giờ anh chị cũng có thể thấy được là tại vì bên đây là có cái cành ghép, anh chị thể biết được ha, là bên đây là cây thanh trà ngọt, còn bên đây là thanh trà chua. Thì đến cái lá thì cái lá nó rất là giống nhau anh chị thể quan sát khi em kéo lại gần cho anh chị xem nè. Có thể anh chị thấy là cái lá lớn nhỏ là do cái điều kiện chăm sóc thôi, chứ mình không có nói lá lớn lá nhỏ được. Tại vì nếu mà cái thanh trà chua mà anh chị chăm sóc tốt thì lá nó vẫn lớn bình thường. Thanh trà ngọt nếu mà anh chị bỏ nó vẫn lá nhỏ bình thường. Thì cái đó là cái đặc điểm về kích thước lá thì nó rất là khó để phân biệt. Ok, thì đến cái đặc điểm mà khác nhau giữa hai cái lá này là cái lá thanh trà ngọt anh chị nó sẽ thon dài, và cái đầu nhọn của cái phần nhọn của lá, nhít lá thì nó sẽ nhọn hơn rất là nhiều so với cái thanh trà chua. Để bứt cái thanh trà chua để đưa qua so sánh nó dễ hơn ha. Đây anh chị thể quan sát nè,
cái phần lá của thanh trà chua nó sẽ ngắn vào cái bề ngang của nó sẽ bự hơn, và cái phần đít lá nó sẽ không có nhọn như là cái thằng thanh trà ngọt ha. Ok, nhưng mà nếu mà anh chị nhận một cây thì anh chị sẽ không bao giờ phân biệt được khi mà có hai cái cây chuẩn giống ở gần nhau như thế này, và có người hướng dẫn anh chị thì anh chị mới có thể là phân biệt chính xác được. Tại vì bây giờ anh chị mua thì người ta có thể là giá lên là người ta nói là cái cây thanh trà ngọt vẫn chiết được, nhưng mà bên em sẽ không có chiết cành nha anh chị, toàn bộ là chua cành hết ha. Rồi để em sẽ lia cái máy quay xuống để cho anh chị xem nó dễ hơn. Đây, quan sát kỹ vào cái phiến lá của cái thanh trà ngọt nha. Đây anh chị thấy ha, cái lá nó thon dài và cái phần nhọn của cái đít lá nó sẽ nhọn hơn rất là nhiều. Còn đây là cái lá của cái thanh trà chua, chị thể quan sát khi đặt hai cái lá nó gần nhau thì chị có thể thấy sự khác biệt ha. Đó, chị thấy sự khác biệt chưa? Giờ khi mình so cái đuôi lá anh chị, thì anh chị thấy là cái đuôi lá của cái thanh trà chua nó sẽ ngắn hơn cái đuôi lá của cái thanh trà ngọt nha. Nhưng mà ít thôi chứ không có nhiều anh chị, nó không có thể hiện rõ về cái phiến lá hay là cái mặt gân phía sau thì nó hoàn toàn giống nhau anh chị. Đây, không có khác gì hết, nó chỉ khác là cái phần đuôi lá và cái phiến lá này nó dài hơn thôi nha. Còn đây là cái thanh trà chua này anh chị, để quay cho anh chị xem cái lá nó bầu hơn và cái đuôi lá nó sẽ ngắn cục hơn này anh chị ha. Cái phần tiết diện lá nó mở rộng hai bên và cái lá nó sẽ không có dài như cái thằng lá của cái thanh trà ngọt. Ok, đó là một số cái đặc điểm để anh chị có thể phân biệt giữa cái giống thanh trà ngọt, thanh trà chua. Nhưng mà cái đặc điểm này chỉ đúng khi anh chị có hai cây thanh trà giống nhau. Nếu mà em đưa cho anh chị cây thanh trà chua như thế này, nó là ngọt, anh chị cũng khó mà phân biệt được. Tại vì anh chị cũng chưa có tiếp xúc với thanh trà ngọt bao giờ. Thì nó cũng mang tính chất là để cho anh chị tham khảo. Và những cái mà em nói trước là những cái mà cần thiết khi anh chị mua giống. Thứ nhất là cơ sở, có cơ sở. Thứ hai là có địa chỉ rõ ràng ha anh chị, cơ sở địa chỉ rõ ràng ha, và đảm bảo giống cho anh chị. Thôi thì chị mua về trong thời gian nó ra cái cây khác thì nó rất là buồn ha anh chị. Ok, đây là một số đặc điểm giữa hai cái giống thanh trà này, chị có thể tham khảo để sau này mình có mua thì có thể mua đúng cái giống thanh trà mình mong muốn, ngọt hay chua. Hai cái này trên lệch giá rất là nhiều anh chị, cái thanh trà chua này rẻ hơn thanh trà ngọt rất là nhiều, nên người ta có thể trộn vào để bán cho anh chị để lấy cái lợi nhuận. Cái chuyện đó là nhiều cái cơ sở mà bán không có tâm anh chị thì nó sẽ làm như vậy ha. Ok, thì đó là một số cái chia sẻ của em về hai cái giống thanh trà ngọt và chua và cách phân biệt qua lá ha anh chị. Thì cái thanh trà ngọt cái lá nó sẽ dài hơn và cái đuôi lá nó sẽ nhọn hơn cái thanh trà chua ha. Lá xanh trà chua nó bầu và cái đuôi lá nó sẽ ngắn. Ok, và một đặc điểm nữa là cái thanh trà ngọt á là nhân giống bằng cái hình thức là chua cành, còn thanh trà ngọt nè nhân giống bằng hình thức là chua cành, và thanh trà chua thì nhân giống bằng hình thức là chiết cành. Chị để thấy ha. Rồi ok, thì đó là một số chia sẻ của trại giống bên em về cái giống thanh trà để cho anh chị trên cả nước có tư liệu để mình có thể lựa chọn cái giống thanh trà thích hợp mà mình mong muốn mình trồng.